Xin kính chào các quý vị Vâng, với trong chuyên mục à, thiết bị và phụ kiện audio thì hôm nay tại Shop Audio Thiên Hà chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một à, hãng phụ kiện rất nổi tiếng của Mỹ đó là hãng Nostradot Hãng Nostradot này thì được thành lập bột bởi một kỹ sư người Mỹ năm 1991 à, Nhưng hãng Nostradot này không đưa ngay ra các dòng sản phẩm mà người ta sản xuất các dòng sản phẩm và đem đi review và thử nghiệm tại các triển lãm trên toàn thế giới và sau hơn 10 năm thì người ta mới tung ra các dòng sản phẩm để lựa chọn những tính tối ưu ưu việt của sản phẩm và cái chất lượng sản phẩm cộng thêm sự tham khảo và với tiêu chí riêng của hãng đó đó là tốc độ, chính xác và nhạc tính. Và hôm nay tại shop Audio Thiên Hà cũng rất vinh hạnh được là một trong những dealer chính thức của hãng sau gần 10 năm liên kết cùng với hãng và có một chương trình đặc biệt để dành cho các quý vị khi đến Thiên Hà Auto mua các sản phẩm của Nokdott. Nhưng chúng ta cùng tham khảo xem những dòng sản phẩm của Nokdott này là những dòng sản phẩm nào. Và tôi sẽ giới thiệu từ dòng sản phẩm cơ bản nhất của hãng NotDot đến các dòng Super VIP, rất VIP của hãng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy dòng dòng sản phẩm Labs. Đó là dòng sản phẩm nó có bốn dòng sản phẩm nhỏ hơn ở trong một cái tiêu chí lớn này, đó là dòng Whitening, Papu Play, Blue Heaven và Red Với các dòng sản phẩm cơ bản này thì hãng đót đưa ra những cái màu để người ta có một cái sự lựa chọn. À, thứ nhất là để tránh sự nhàm chán khi chúng ta nhìn thấy những cặp dây loa hoặc những cặp dây nguồn nó xù xì đen bóng đằng sau của hệ thống bộ dàn. À, nó mất đi được cái tính cảm quan thì hãng nó đót đưa ra những cái màu sắc này trông nó thật là vui mắt và hôm nay thì tôi sẽ xin đại diện bóc ngay một cặp dây loa của hãng nó đót đó là cặp bóc popple như các bạn nhìn thấy thì đây là một sản phẩm chính hãng của hãng thì bao giờ cũng sẽ được bọc ở trong như này và nó có các cái tem để khi người ta có thể tra cứu được các số series và với dòng sản phẩm này thì chúng ta nhìn đây người ta sẽ biết ngay đây là dây này là hai đầu bóc panard và nó có thông số là 2 m và cái điều thứ hai là với hãng lót này thì như các bạn biết là cái tính ưu việt là người ta sẽ dùng đến các cái tốc độ cũng như là cái màu sắc để người ta đưa vào dòng sản phẩm này Đó các bạn đã thấy cái sự đóng trông đã đầu tiên thì cái màu tím của POPOBLARE này đã rất là cuốn hút mắt rồi Đây chính là cái tính ưu việt của dòng sản phẩm này khi đầu tiên các bạn nhìn thấy với các đầu cắm được mà mạ vàng rất là cẩn thận và được hai là nó đã được các cái màng co và trên các dòng sản phẩm này thì luôn có các số series rất là rõ ràng đồng khớp với cả vỏ nắp hộp đấy là những cái để chúng ta có thể nhận diện ra thương hiệu còn khi với dòng sản phẩm này thì các bạn thấy cái sự tiện dụng của cặp dây này đó chính là gì vâng thứ nhất là về màu sắc để đằng sau với những dàn loa thì các bạn đã thấy cái sự decor rất là đẹp. Cái thứ hai là cái tính tiện dụng của nó là với những nhà mà muốn đưa dòng sản phẩm này nó được cơ bản hơn, tốt hơn nữa thì là người ta sẽ kẹp xuống dưới thảm và nó sẽ không tạo lên được một cái độ phồng. Đó là điều thứ hai. Nhưng với tôi thì tôi nghĩ với những dòng sản phẩm tốt đẹp như thế này thì chúng ta sẽ trưng bày lên chứ không ai lại đi giấu xuống dưới thảm giống như các kỹ sư Mỹ đầu tiên cũng đưa ra cái tiêu chí đó thì tôi thấy cũng thật là tiếc. Đó là những cái điều cơ bản về dòng này. Còn khi kết nối trong sản phẩm này thì theo đánh giá của tôi thì đây là một trong những cái hãng âm thanh mà có chất lượng rất là hoàn hảo qua sự đánh giá và cái sự phản hồi của khách hàng trên toàn cầu. Kể cả những chuyên gia đánh giá thì luôn đánh giá đây là một trong những tiêu chí và được đến tận giải thưởng 5 sao. Nhiều người cũng sẽ hỏi với những cặp loa dây loa thế này thì để đánh bộ dàn bao nhiêu thì là đủ? Vâng, với những cặp dây loa như thế này thì chúng ta À, sẽ có một cái phân chia về cái ngân sách đó là tầm vào khoảng 10 đến 15 phần trăm tùy theo cấu trúc của bộ dàn và đặc biệt với những cái cặp dây lót đo đó này thì nó đánh cho cái dài âm thanh nó rất là tự nhiên và ngọt ngào và nó làm cho cái chất âm của mình nó sạch sẽ hơn tinh khiết hơn tốc độ hơn nhanh hơn và cái quan trọng cuối cùng vẫn là phải là cái sự nhạc tính và qua các YouTube của Thiên Hà thì chúng tôi luôn trung thành với những dòng sản phẩm đến từ NotDot này. Và cũng thật là tuyệt vời, may mắn cho các bạn vào nhân dịp này, đó cũng là một thời gian mà Thiên Hà đang có cùng NotDot kỷ niệm 10 năm thành lập mà dinner của Thiên Hà với đót và chúng tôi cùng phối hợp để đưa ra cho các audio các bạn chơi audio một cái thông tin rất tuyệt vời đó là khi hay gọi điện số hotline của Thiên Hà để được có một uh, những cái khuyến mại rất là đặc biệt trong khi mua dòng sản phẩm của Norton này. Còn bây giờ thì tôi sẽ dừng YouTube ở đây và giới thiệu sang một dòng sản phẩm khác. Thì các bạn hãy nhớ vào Thiên Hà để biết được các thông tin vào được cái chương trình khuyến mại của Thiên Hà để có một cái khi các bạn cần mua dòng sản phẩm này thì sẽ có cái giá rất là tốt để dành cho các bạn yêu Norton.